Thiền vương nên biết, nếu Đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể hành diệu pháp thí Ba La Mật Đa, nghĩa là dùng tâm thanh tịnh không có điều mong cầu, thuyết pháp cho người chẳng cầu danh lợi, chỉ vì diệt khổ, chẳng thấy mình là người thuyết pháp cho người kia, chẳng thấy người kia nghe pháp, cả hai không khác vì tự tánh vốn xa lìa. Nếu Đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể hành vô úy thí Ba La Mật Đa, nghĩa là quán hữu tình giống như cha mẹ, anh em, bà con thân thích, làm cho tất cả mọi người đều gần gũi mình. Vì sao? Vì từ vô thủy đến giờ lưu chuyển trong sáu nẻo đều làm bà con thân thích. Nếu các hữu tình ở chỗ nguy nan sợ hãi còn đem thân mạng mà cứu giúp họ, huống lại đem tâm não hại họ. Chẳng thấy mình là người bố thí sự không sợ hãi cho người kia, chẳng thấy kia là người nhận lãnh, cả hai không khác vì tự tánh vốn xa lìa. Nếu Đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể hành tư sanh thí Ba La Mật Đa, nghĩa là tùy theo hữu tình cần dùng những vật gì thì bố thí cho họ những vật ấy và dạy cho họ tu hành 10 thiện nghiệp đạo, chẳng thấy mình là người bố thí của cải cho người kia, chẳng thấy kia là người thọ nhận, cả hai không khác vì tự tánh vốn xa lìa. Nếu Đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể hành vong báo thí Ba La Mật Đa, nghĩa là khi hành bố thí chẳng mong cầu quả báo. Bồ Tát bố thí tự nhiên như thế, chẳng thấy mình là người bố thí, chẳng cầu quả báo và chẳng thấy quả báo của sự bố thí, cả hai không khác vì tự tánh vốn xa lìa. Nếu Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể hành Đại Bi Thí Ba La Mật Đa, nghĩa là thấy hữu tình nghèo cùng già bệnh không có người cứu giúp, phát khởi tâm đại bi mà phát thệ nguyện, khi ta đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm chỗ nương tựa cho các hữu tình. Vì các hữu tình nên đem chút căn lành hồi hướng Bồ Đề, cũng chẳng phân biệt mình là người cứu giúp, kia là người nhận lãnh, cả hai không khác vì tự tánh vốn xa lìa. Nếu Đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể hành cung kính thí Ba La Mật Đa, nghĩa là tùy theo hữu tình cần vật gì liền tự kính dâng, chẳng để cho mỏi mệt, chẳng thấy mình là người hành thí cung kính, chẳng thấy kia là người nhận lãnh, cả hai không khác vì tự tánh vốn xa lìa. Nếu Đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể hành tôn trọng thí Ba La Mật Đa, nghĩa là đối với hữu tình phát sanh tưởng như bậc sư tăng hoặc tưởng như cha mẹ với tâm tôn trọng mà bố thí. Nếu không có tài vật để ban cho thì dùng lời nói thiện mà cho, chẳng thấy mình là người hành thí tôn trọng, chẳng thấy kia là người nhận lãnh, cả hai không khác vì tự tánh vốn xa lìa. Nếu Đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể hành cúng dường thí Ba La Mật Đa, nghĩa là thấy bảo tháp hoặc thấy chỗ ở của chư tăng thì nên dọn quét dưới nước, đem các thứ hương hoa và ánh sáng đèn vân vân cúng dường. Nếu thấy tôn tượng và chánh pháp bị hư hoại thì nên siêng năng sửa sang cúng dường. Nếu thấy tăng chúng thì nên đem thức ăn uống, đồ nằm, thuốc men để cúng dường, chẳng thấy mình là người làm việc cúng dường, chẳng thấy kia là người nhận lãnh, cả hai không khác vì tự tánh vốn xa lìa. Nếu Đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì thường hành vô y thí Ba La Mật Đa, nghĩa là khi thực hành bố thí chẳng nghĩ nguyện nhờ bố thí này được sanh cõi trời người, làm vua trời người giàu sang phú quý, hưởng thọ sự vui sướng cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng chẳng chấp thủ mong cầu vì không sở đắc vậy. Này Thiên Vương, đó gọi là các Đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể thông đạt bố thí Ba La Mật Đa. Này Thiên Vương, thế nào là các Đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể thông đạt tịnh giới Ba La Mật Đa? Thiên Vương nên biết, nếu Đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể hành tịnh giới Ba La Mật Đa, nghĩa là các Bồ Tát suy nghĩ Phật ở trong tịnh chỉ dạy tỳ nại gia thuyết giới kinh tương ứng với biệt giải thoát. Bồ Tát nên học chẳng thấy giới tướng và người thọ trì, chẳng nắm trước giới kiến, cũng chẳng chấp trước ngã, tất cả đều không hai không khác vì tự tánh vốn xa lìa. Nếu Đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể hành tịnh giới Ba La Mật Đa, nghĩa là các Bồ Tát suy nghĩ và vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật chẳng phải chỉ thọ trì tịnh giới liền đắc, mà cần phải học tất cả giới hạnh của Bồ Tát, giới tánh mát mẻ, vắng lặng, chẳng phát khởi, tất cả đều không hai không khác vì tự tánh vốn xa lìa. Nếu Đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể hành tịnh giới Ba La Mật Đa, nghĩa là các Bồ Tát suy nghĩ thế nào là trì giới có thể xuất trừ phiền não,
Phiền não có ba thứ là tham sân si. Mỗi phiền não này lại có ba bậc là thượng trung hạ. Muốn dứt trừ phiền não, phải biết đối trị. Người mà tham tăng trưởng thì quán bất tịnh, quán đầy đủ 36 vật trong thân. Người mà sân tăng trưởng thì tu quán từ bi. Người mà si tăng trưởng thì tu quán duyên khởi. Chẳng thấy năng quán và pháp sở quán, cả hai không hai không khác, vì tự tánh vốn xa lìa. Nếu Đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể hành tịnh giới Ba La Mật Đa, nghĩa là các Bồ Tát suy nghĩ. Thế nào là Bồ Tát phải xa lìa suy nghĩ bất chánh? Là các Bồ Tát phải phát khỏi tâm mình hành tịch tịnh, hành ly, hành không. Còn các sa môn, bà la môn vân vân khác đều ở chỗ huyên náo tạp nhiễm, chẳng ưa thích hạnh vắng lặng, thấy không hai không khác, biết tự tánh viễn ly, liền có thể xa lìa tư duy bất chánh. Nếu Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể hành tịnh giới Ba La Mật Đa, nghĩa là các Bồ Tát tuy biết các pháp viễn ly mà càng sợ các tội như Phật đã dạy, nên chỉ tịnh giới, tu các phước nghiệp cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đối với tội nhỏ thì phải mang một nỗi sợ to lớn, chẳng cho móng khởi, vì thế Tôn dạy ví như thuốc độc, nhiều hay ít đều có hại. Nếu Đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể hành tịnh giới Ba La Mật Đa, nghĩa là các Bồ Tát thường sanh sợ hãi tương ưng với tín hạnh. Giả sử ở chỗ vắng vẻ đơn độc một mình, không có bạn bè, có sa môn vân vân, đem các thứ vật báu như vàng bạc lưu ly trân châu gửi cho Bồ Tát. Bồ Tát không khỏi tâm tham lấy các thứ đó mà suy nghĩ. Thế Tôn thường dạy, thà phải tự cắt thịt nơi thân mình mà ăn, chứ của cải của người không cho thì chẳng lấy. Nếu Đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể hành tịnh giới Ba La Mật Đa, nghĩa là các Bồ Tát trì giới vững vàng. Nếu các ác ma và quyến thuộc của ma dùng sắc đẹp để thử Bồ Tát, Bồ Tát đối với sắc đẹp kia tâm chẳng dao động mà tư duy. Thế Tôn thường dạy, sắc vân vân, các pháp đều như mộng huyễn hóa, không hai không khác, vì tự tánh vốn xa lìa. Nếu Đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể hành tịnh giới Ba La Mật Đa, nghĩa là các Bồ Tát tuy siêng năng trì giới nhưng chẳng mong cầu ngôi vua trời người, thân lìa ba lỗi, miệng dứt bốn lầm, ý tránh ba tội. Trì giới chẳng thấy ta trì, chẳng thấy giới tướng, cả hai không khác, vì tự tánh vốn xa lìa. Này Thiên Vương, đó gọi là các Đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể thông đạt tịnh giới Ba La Mật Đa. Này Thiên Vương, thế nào là các Đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể thông đạt An Nhẫn Ba La Mật Đa? Thiên Vương nên biết, nếu Đại Bồ Tát tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì có thể hành An Nhẫn Ba La Mật Đa, nghĩa là các Bồ Tát thường học nội nhẫn, hoàn toàn chẳng lệ thuộc ưu sầu khổ não, cũng học ngoại nhẫn. Nếu người đánh đập mắng chửi, khi dễ cướp đoạt lăng nhục, hoàn toàn không sân giận, cũng học pháp nhẫn, như Thế Tôn dạy. Thật tánh sâu xa, không pháp, không ngã, không sanh, tịch tịnh, tức là Niết Bàn. Nghe nói như thế, tâm không kinh sợ, suy nghĩ, chẳng học pháp ấy làm sao có thể đắc sở cầu, là quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, có thể lợi ích an vui cho các loài hữu tình cùng tận vị lai. Suy nghĩ kỹ, các độc tham sân si như thế là ở chỗ nào khởi lên, nhân duyên nào sanh, nhân duyên nào diệt, quan sát đúng như thật đều chẳng thấy có năng sanh, sở sanh, năng diệt, sở diệt. Tâm nhẫn như thế liên tục chẳng dứt, ngày đêm các thời không xen hở. Đối với cảnh nhẫn không có tâm lựa chọn, nghĩa là đối với quốc vương, cha mẹ, sư trưởng vân vân, và mình phải tu nhẫn cả sự gia hại khác. Bồ Tát hành nhẫn chẳng vì sự trả ơn, danh lợi, nhân nghĩa, sợ hãi, xấu hổ. Bồ Tát nên hành nhẫn tự nhiên như thế. Nếu người kia gia hại, đánh đập, nhục mạ, xâm chiếm, cướp đoạt, khinh khi, lăng nhục, tâm cũng chẳng lay động. Nếu Bồ Tát ở ngôi vua, địa vị đại thần vân vân, có người bần tiện hủy mắng, sỉ nhục, hoàn toàn không vội vàng tỏ thái độ thụy y.